anh là tổng tài trị giá cả nghìn tỷ, nhưng phòng làm việc lại cấm không cho bất kỳ cô gái nào đi vào. Các trợ lý bên cạnh đều là con trai, nhưng hôm nay, một cô gái xinh đẹp lại xuất hiện trong phòng làm việc của Thời Độ. Ngay cả trợ lý cũng thấy bất ngờ, cô gái vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy trên bàn có đồ uống mà mình thích nhất. Nghĩ rằng đây chắc chắn là chuẩn bị cho mình, cho nên đã uống rất là vui vẻ. Nhưng chính lúc này, một cô thư ký mở cửa đi vào. Khi nhìn thấy cô gái, thì giật cả mình, lập tức giả bộ đến tìm trợ lý Tăng. Nhưng Doãn Ca lại không hề ngó ngàng đến cô ta. Lúc này thư ký mới nhận ra có gì đó sai sai. Rõ ràng cô ta đã nghe ngóng được, Thời Độ không thích gái gú. Những nhân viên bên cạnh đều là con trai, tại sao trong phòng làm việc lại có con gái chứ? Cho nên cô ta đã hỏi Doãn Ca, có phải là em gái của Thời Độ không? Trực giác của Doãn Ca mách bảo, người này không có ý tốt, cho nên đã trả lời một cách mơ hồ. Cũng có thể, coi là vậy. Quả nhiên, thư ký nghe vậy, đã biết cô không phải là em gái của Thời Độ. Lập tức trở mặt nói, tiểu thư ở đây, đã được Hoắc tổng đồng ý chưa? Nhưng chợt nhớ ra, nếu như không có lai lịch gì, cũng không vào được tòa nhà này. Tiếp đó lại lộ ra nụ cười giả chân, em gái. Chắc em vẫn không biết, Hoắc tổng không thích có con gái ở trong phòng làm việc của anh ấy. Nhưng Doãn Ca lại nằm luôn trên sofa, nói một cách trêu chọc. Vậy có phải cô nên ra ngoài không? Sau đó thì Doãn Ca tiếp tục học bài, nhưng thư ký vẫn đứng ở đó. Cô có lòng tốt nhắc nhở, còn 3 phút nữa, Hoắc tổng sẽ về, em vẫn không đi sao? Không ngờ, thư ký tâm cơ lại không tin lời của Doãn Ca, nghĩ rằng nếu như Doãn Ca biết Thời Độ sắp về, thì làm sao dám ngồi ở đây? Cho nên cô ta đã dọa Doãn Ca, nếu không ra ngoài, thì sẽ gọi bảo vệ đến. Doãn Ca thấy vậy, đã đứng dậy luôn, cô thư ký, có phải cô đã có hiểu nhầm gì ở đây? Sau đó cô lại gần thư ký, tôi không phải em gái của ông chủ cô, tôi là bạn gái của anh ấy. Nhưng chính lúc này, giọng của Thời Độ đã truyền vào, Doãn Doãn em làm gì ở đây, lại nghịch ngợm à? Doãn Ca thấy vậy, lập tức ngồi xuống, ngoan như là một con cún. Sau đó Thời Độ mặt nghiêm túc, lạnh lùng chất vấn, ai cho cô vào đây? Lúc này cô thư ký sớm đã sợ đến nỗi run rẩy rồi, vội vàng giải thích, em đến đây tìm trợ lý Tăng, không ngờ nhìn thấy vị tiểu thư này ở trong phòng làm việc của anh, cho nên muốn đổi chỗ khác cho em ấy. Nhưng Thời Độ lại gọi điện cho Tăng Húc, cậu đến đây. Khi Tăng Húc đến đây, nhìn một cái đã hiểu ra vấn đề. Sao bọn con gái này không thể yên phận nhỉ, cứ đòi nhận được sự yêu mến của Thời Độ, đúng thật là ngu hết chỗ nói. Đi đến trước mặt Thời Độ, cúi người xin lỗi, là em chưa quản lý tốt người mới. Thời Độ chỉ lạnh lùng nói, đuổi ra ngoài. Thư ký còn muốn giải thích, nhưng Tăng Húc không hề cho cô ta cơ hội, còn không mau ra ngoài. Sau đó Thời Độ ngồi bên cạnh Doãn Ca, nhìn vào Doãn Ca ngoan ngoãn, hỏi một cách dịu dàng, vừa nãy em vào người ta nói cái gì vậy? Giúp anh thôi mà, anh Thời Độ có số đào hoa thật đó. Tiếp đó chọc ghẹo rằng, nếu như cắt đi, anh có tiếc không? Thời Độ hạ thấp người, lại gần khuôn mặt của Doãn Ca, chậm rãi nói, anh làm gì dám? Doãn Ca nhìn chằm chằm vào Thời Độ, đúng là càng nhìn càng thích mà. Anh lại gần chút, em nói cho anh chuyện này. Nói xong thì định ra tay, cũng may Thời Độ đã nắm lấy tay Doãn Ca. Em định giở trò lưu manh gì vậy? Nhưng Doãn Ca không hề thấy ngại, nắm tay tay của Thời Độ xoa lên má. Nhưng thời khắc quan trọng này, thì điện thoại của Doãn Ca reo lên. Thời Độ rất lúng túng, giờ mới hoàn hồn, tiểu nha đầu này, sao càng ngày càng biết quyến rũ nhỉ? Mại vô cảnh nóng mà mọi người mong đợi đây rồi. Khó khăn lắm Thời Độ mới uống say, Thời Độ rất khó chịu kéo áo trên người. Doãn Ca vừa về đến nhà đã nhìn thấy Thời Độ đang ở phòng khách một mình, đầu tóc ướt hết, lại gần còn có thể ngửi thấy mùi rượu rất nặng. Doãn Ca rất lo lắng hỏi Thời Độ có chuyện gì. Thời Độ thấy Doãn Ca về, đã túm lấy tóc của cô, áp sát mặt vào Doãn Ca, nhẹ nhàng nói, là Doãn Doãn hả? Những giọt nước rơi từ trên mặt của anh xuống. Doãn Ca thấy Thời Độ lúc này rất có sức hút, tim đập thình thịch, trong nháy mắt đã đỏ mặt rồi. Một lúc sau cô kéo tay áo của Thời Độ, muốn đưa Thời Độ lên nhà, ai ngờ ngay sau đó tay của cô đã bị Thời Độ túm lấy, còn tay kia thì rút cây đũa trên tóc của cô xuống. Mái tóc mượt mà của Doãn Ca lập tức buông xuống. Thời Độ xoay chiếc đũa trong tay, chọc ghẹo Doãn Ca, gọi ca ca thì anh sẽ trả. Doãn Ca hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại, trong lòng lẩm bẩm, ai anh ấy bị say, không nên tính toán với người say. Cô chỉ có thể gọi một tiếng ca ca để dỗ Thời Độ lên nhà đi tắm. Em giúp anh sấy tóc được không? Ai ngờ ngay sau đó cô đã nhận lấy một cái cốc đầu. Cả ngày chỉ biết kiếm cơ hội sàm sỡ anh thôi. Doãn Ca tức đến nỗi bẻ gãy cây đũa bằng một tay, cảm thán rằng sao người này uống say lại khó dỗ đến vậy. Sau khi tắm xong thì Thời Độ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Doãn Ca giúp Thời Độ sấy tóc. Sao anh uống rượu xong lại thích bắt nạt người khác vậy? Nhìn vào Thời Độ ngoan ngoãn của lúc này, Doãn Ca thở dài một tiếng. Chính lúc này giọng của bà nội vang lên khiến Doãn Ca giật mình. Cô rất lúng túng, nếu như lúc này bị Hoắc lão phu nhân nhìn thấy mình đi ra từ phòng ngủ của Thời Độ thì chắc là sẽ bị bắt đính hôn luôn. Nhưng cô nhìn vào Thời Độ đã bất tỉnh nhân sự, sao yên tâm để anh ấy ở lại một mình. Sau đó cô nhìn vào tủ quần áo đằng sau, xem ra chỉ có cách này rồi. Một lúc sau bà nội đi vào phòng của Thời Độ, nhưng lại trống rỗng không một bóng người. Bà nội thắc mắc tại sao Thời Độ lại không ở trong phòng, hình như nó mới về nhà mà. Bà không hề biết cháu trai của mình đang trốn ở cái tủ quần áo đằng sau. Doãn Ca không nhịn được nên cà khịa,
Những người trốn trong tủ quần áo ở trên tivi ngu thật đấy. Vừa chật vừa bí, đang căng thẳng thì Thời Độ ôm lấy Doãn Ca, nhẹ nhàng nói bên tai của cô, Doãn Doãn. Và thế là Doãn Ca ngồi luôn vào lòng của Thời Độ, nhưng lại không dám phát ra tiếng. Chính lúc này giọng của Tiểu Mặc vang lên, bà ơi, chị Doãn Doãn cũng không ở trong phòng. Hóa ra vừa nãy Tiểu Mặc dẫn Ar đi tìm Doãn Ca, nhưng lại không tìm thấy cô. Tiểu Mặc rất buồn, mình khó khăn lắm mới đến được đây, muốn đưa Ar đi tìm chị Doãn Doãn chơi. Nhưng lúc này Ar lại đang đánh hơi khắp nơi, nó đến bên cạnh tủ quần áo cắn vào dây áo bị lộ ra ngoài. Ar cắn lấy sợi dây muốn kéo nó ra, Doãn Ca ở trong tủ đang cố hết sức kéo co với nó, chỉ sợ Ar lôi mình ra ngoài. Nhưng Thời Độ lại đang hưởng thụ việc ôm Doãn Ca, Doãn Ca hết cách đành cởi áo ra. Thời Độ ở đằng sau nhìn chằm chằm vào Doãn Ca, sáng cả mắt. Lúc này Tiểu Mặc cũng đi đến trước tủ quần áo, cậu nhìn vào cái áo mà Ar đang cắn như đang suy nghĩ cái gì đó. Cái dây áo này hơi giống, rất giống với cái dây trên áo của chị Doãn Doãn. Lúc này bà nội cùng phát hiện sự bất thường của họ, cạn cả lời nhìn vào Ar, hỏi họ đang làm gì. Tiểu Mặc kéo dây áo mà Ar đang cắn ra, vội vàng đưa bà nội và Ar rời khỏi đây, và nói với bà nội không có gì cả, còn dùng gà quay mua chuộc Ar. Thấy họ cuối cùng cùng đi, Doãn Ca thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tức giận hỏi Thời Độ, chất vấn anh có phải cố ý không? Doãn Ca không thèm so đo với người bị say, rất là bất lực định rời khỏi đây, nhưng cô bị trượt chân, ngay sau đó thì ngã vào lòng của Thời Độ. Cô ngoảnh đầu nhìn thấy nốt ruồi trên cổ của Thời Độ, cô nhìn ngơ cả người. Lúc này Thời Độ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, Doãn Doãn vừa nãy sờ chỗ nào của anh vậy? Doãn Ca bị Thời Độ hỏi như vậy đỏ cả mặt, quay mặt đi một cách ngại ngùng, nhưng miệng vẫn không quên cà khịa anh, cảm giác không tệ, em về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi. Sau đó thì lập tức bỏ chạy, dầm một cái đóng cửa luôn. Doãn Ca dựa vào cửa, hít thở thật sâu, cuốn hút quá, suýt thì không thể đỡ nổi, nhưng sờ vào cảm thấy cũng không tệ. Sáng hôm sau, Doãn Ca vừa nhìn thấy Thời Độ đi xuống đã đứng dậy. Chỉ vì cô nhớ lại cảnh đáng xấu hổ hôm qua, Thời Độ cảm thấy khó hiểu, không biết Doãn Ca bị sao. Doãn Ca giải thích một cách ngại ngùng là mình phải đi bệnh viện. Thời Độ nhìn vào hình bóng Doãn Ca đang vội vàng rời đi, hình như lại cãi nhau rồi. Doãn Ca mời viện trưởng viện nghiên cứu của nước R là Steven làm bác sĩ chính. Lúc này ông nội đang phẫu thuật. Sau một thời gian dài chờ đợi, Steven ra ngoài nói với Doãn Ca cuộc phẫu thuật rất thành công. Ông nội chỉ cần nghỉ ngơi cẩn thận là được rồi. Doãn Ca cảm ơn anh. Ông Tần cũng cảm ơn Doãn Ca, nói là vất vả cho cô rồi. Doãn Ca lạnh lùng nhìn ông ta một cái, nói không có gì. Ông Tần đang định nói với cô chuyện của Tần Hữu Kiêu, thì Steven đã giải vây cho Doãn Ca. Doãn Ca, đã đến giờ ăn rồi đó. Sau đó Doãn Ca chào ông Tần một câu thì đi luôn. Ai ngờ Doãn Ca vừa đi, bà Tần đã đi ra chỉ trích ông Tần. Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Kêu nó lên mạng nói vài lời tốt đẹp cho Kiêu Kiêu sao? Ông Tần đau cả đầu, là Doãn Doãn đã chịu uất ức, em muốn anh mở miệng kiểu gì? Bà Tần trách mắng ông Tần, Kiêu Kiêu đã bị mắng ra nông nỗi đấy rồi, anh còn coi Kiêu Kiêu là con gái anh không đấy? Ông Tần không thể nhịn được nữa, tức giận nói, em nhìn xem Kiêu Kiêu đã thành ra thế nào rồi. Lần nào Doãn Doãn xảy ra chuyện đều liên quan đến nó. Một lần không phải cố ý, thế hai lần ba lần thì sao? Em muốn anh tin nó kiểu gì? Đoàng một tiếng, cuộc cãi nhau của họ đúng lúc bị Tần Hữu Kiêu nghe được. Cô ta ngây người luôn tại chỗ như là bị sét đánh, rất đau lòng, khóc lóc bỏ đi luôn. Ông Tần ngơ luôn tại chỗ. Bà Tần nhặt đồ mà Tần Hữu Kiêu làm rơi lên, nhưng mồm thì trách này trách nọ, trách họ tại sao ai cũng bênh vực cho Doãn Ca, nhưng lại lo Tần Hữu Kiêu sẽ buồn. Sau đó bà ta đã đi tìm Tần Hữu Kiêu đang buồn một mình, nhẹ nhàng an ủi cô ta, nói với cô ta là bố đã nói nhầm, kêu cô ta đừng buồn. Sau đó lại nói cho cô ta một tin mừng, anh con sắp trở về rồi, chỉ vài ngày nữa thôi. Uất ức của con chắc chắn anh con trai giúp con. Tần Hữu Kiêu hỏi lại có đúng là anh trai sắp về không? Bà Tần nói với cô ta có uất ức gì cứ nói với Tần Lục Diên. Tuy anh con trông thì lạnh nhạt, nhưng con cũng biết đấy, con muốn gì anh con cũng cho hết. Đây chính là nguyên nhân tại sao Tần Hữu Kiêu thích anh cả. Chỉ vì anh cả mới là người thật sự nắm giữ Tần gia. Chỉ cần Tần Lục Diên đứng về phe của cô ta thì cô ta vẫn sẽ là thiên kim đích thực. Còn Tần Ngô nhận được cuộc gọi của Tần Lục Diên. Tần Lục Diên hỏi tình hình gần đây của nhà. Tần Ngô nói với Tần Lục Diên là Tần Lãng đã đón Tần Hữu Kiêu ra ngoài ở. Ai ngờ Tần Lục Diên chả để tâm, ra ngoài ở thì ra ngoài ở. Ngay sau đó lại biết được Doãn Ca cũng dọn ra ngoài, thì rất là kích động. Cái gì, em ấy dọn đi đâu? Tần Ngô giải thích với Tần Lục Diên là người quen, hơn nữa ông nội cũng đã gặp rồi, kêu Tần Lục Diên yên tâm. Nhưng Tần Lục Diên lại nói chuyện này đợi mình về sẽ giải quyết. Con gái của Tần gia ở bên ngoài chả ra sao cả. Sau khi tắt máy, Tần Ngô cảm thấy khó hiểu, tại sao tự nhiên Tần Lục Diên lại quan tâm Doãn Ca như vậy? Hồi trước chẳng phải không ngó ngàng đến sao?